ông Trịnh Văn Quyết là ai? Với số cổ phiếu đang nắm trong tay, ước tính ông Trịnh Văn Quyết đang nắm số tài sản 4 tỷ đồng. Ông Trịnh Văn Quyết sinh năm 1975 ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Ông có bằng cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội, cử nhân hành chính Học viện Hành chính Quốc gia, thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học Yvin của Mỹ, chứng chỉ đào tạo nghề luật sư của Học viện Tư pháp. Ông Quyết khởi nghiệp bằng việc mở văn phòng luật sư SMIC từ số tiền tích cóp thời sinh viên, sau đó thành lập công ty tư vấn đầu tư SMIC chuyên tư vấn luật doanh nghiệp, luật đầu tư, các vấn đề sở hữu trí tuệ doanh nghiệp vào năm 2008. Hai năm sau, Trịnh Văn Quyết cho xác nhập các công ty thành viên để thành lập công ty cổ phần tập đoàn FLC. Hiện tại, ông Trịnh Văn Quyết là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, đồng thời gián tiếp nắm quyền tại các công ty liên quan đến tập đoàn FLC, thường gọi là hệ sinh thái FLC, gồm công ty cổ phần nông dược HAI, công ty cổ phần xây dựng Faros, Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản AMD Group, Công ty cổ phần chứng khoán Atex, Công ty cổ phần liên doanh đầu tư quốc tế KLF, Công ty cổ phần GAB. Ngoài ra, ông Quyết còn là Chủ tịch Hội đồng Quản trị hãng hàng không Bamboo Airways mới thành lập vài năm gần đây. Hãng hàng không này hiện có vốn điều lệ 18.500 tỷ đồng. Thời gian qua, tập đoàn FLC đã đầu tư rất nhiều dự án bất động sản, khu nghỉ dưỡng khắp cả nước như khu đô thị tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long 800 tỷ đồng. Trung tâm hội nghị, khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình 1.050 tỷ đồng; khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh 2 150 tỷ đồng; tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại tại thành phố Pleiku, gia lai 240 tỷ đồng; tổ hợp thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí và nhà phố tại thành phố Con tum, tỉnh Con tum 510 tỷ đồng; sân golf tại gia lai, khu nhà ở mật độ cao Hiệp Thành, vĩnh trạch đông bạc liêu 1.100 tỷ đồng. Mới đây vào ngày 18 tháng 3, tại huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, tập đoàn FLC đã có buổi báo cáo kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trên địa bàn. Cụ thể FLC đề xuất nghiên cứu đầu tư hai dự án là công viên Sài Gòn Safari với quy mô hơn 456 ha và khu đô thị nghỉ dưỡng ven sông Sài Gòn có quy mô hơn 910 ha. Dự án bao gồm năm phân khu: khu dịch vụ tổng hợp, khu resort nghỉ dưỡng và khách sạn đẳng cấp 5 sao, khu vườn thú mở, khu Safari, khu công viên vui chơi giải trí tổng hợp. Đồng thời, tập đoàn FLC cũng đề xuất nghiên cứu dự án thứ hai là khu đô thị nghỉ dưỡng ven sông Sài Gòn, quy mô hơn 910 ha tại hai xã An Phú và xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó vào ngày 9 tháng 2, tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, FLC cũng đã trình bày và đề xuất xây dựng khu phức hợp Smart Eco City ở huyện Bình Chánh với quy mô 1.200 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 80.000 tỷ đồng với điểm nhấn là tòa tháp cao 99 tầng. Riêng trong năm 2021, tập đoàn này đã khởi công giai đoạn 2, dự án tại tỉnh Quảng Bình với nhiều hạng mục trọng điểm như trung tâm hội nghị quốc tế và khách sạn FLC Grand Hotel Quảng Bình, quy mô hơn 500 phòng tiêu chuẩn 5 sao. Bên cạnh các hạ tầng kỹ thuật và các phần khu shop house, biệt thự đang dần dần hiện diện. Các hạng mục này cũng được tập trung thi công và dự kiến đưa vào sử dụng dịp 30 tháng 4 năm nay. Tài sản Với số cổ phiếu đang nắm trong tay, ước tính ông Trịnh Văn Quyết đang nắm số tài sản 4.789 tỷ đồng, gồm 215 triệu 436 257 cổ phiếu FLC, 23 triệu 717 556 cổ phiếu ROS, 7 triệu 614 000 cổ phiếu GAB và 3 triệu 156 000 cổ phiếu ART. Tuy nhiên với khối tài sản này, đây vẫn chưa phải là thời kỳ hoàng kim của ông Quyết, mà là năm 2017 khi ông Trịnh Văn Quyết được xếp hạng là người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Cụ thể, năm 2017, ông Quyết sở hữu tài sản vốn hóa đạt 58.852 tỷ đồng, hơn 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 25.046 tỷ đồng so với năm 2016 khi sở hữu 318 triệu 514.630 cổ phiếu ROS, 135 triệu 187.150 cổ phiếu FLC và 2 630.000 cổ phiếu ART, qua đó chính thức giữ vị trí người giàu nhất sàn chứng khoán trong năm. Đến năm 2018, tài sản của đại gia Vĩnh Phúc đột ngột rơi xuống còn 15.572 tỷ đồng.